Và kính thưa quý vị, công ty Macy giới thiệu một số nhân vật bong bóng mới sẽ tham dự cuộc tuần hành mừng lễ Thanksgiving vào ngày 22 tháng 11 tới đây. Tin từ New York, công ty Macy hôm qua tổ chức một buổi lễ giới thiệu 3 nhân vật bong bóng mới sẽ có mặt trong cuộc tuần hành Thanksgiving Day hàng năm và năm nay sẽ rơi vào ngày 22 tháng 11. 3 nhân vật nổi tiếng này là chú mèo Hello Kitty của Nhật Bản, Papa Xì Trung và Yêu Tinh Trên Kệ. Ban tổ chức của Macy thử nghiệm 3 chiếc bong bóng khổng lồ trước mặt hàng trăm dân hiếu kỳ ở thành phố New York, nhưng họ vẫn giữ kín các chi tiết về cuộc tuần hành Thanksgiving Day, muốn tất cả sẽ là một bất ngờ cho người hâm mộ. Amy Kerr là giám đốc điều hành cuộc tuần hành Macy's Thanksgiving Day hàng năm. Bà cho biết rằng hôm qua là một ngày rất vất vả, nhưng rất vui sướng đối với các nhân viên của Macy. Họ chỉ còn hơn 10 ngày nữa là để chuẩn bị trước khi cuộc tuần hành bắt đầu. Họ muốn công chúng nhìn thấy trước 3 nhân vật bong bóng mới mà họ hy vọng sẽ được công chúng yêu thích, đó là Xì Trung, Hello Kitty và là chú yêu tinh trên kệ. Bà tin rằng mọi công sức của nhân viên Macy sẽ được đền bù xứng đáng. Và năm nay sẽ là cuộc tuần hành mừng Thanksgiving Day lần thứ 86 của công ty Macy's.